Vâng, xin chào toàn thể quý vị, anh chị và các bạn. Hôm nay mình Toàn sẽ cùng quý vị và các bạn chúng ta đi khám phá cái phố đèn mờ, hay còn gọi phố đèn đỏ của quận Hà Đông, thành phố Hà Nội. Và phố đèn đỏ này hiện giờ mình Toàn đang ở trên trục đường 70. Trên trục đường 70 này thì có rất là nhiều khu vực đèn mờ cái việc bạn và có rất là nhiều quán, những cái quán mà cắt tóc gội đầu hay cà phê mà đèn mờ mờ ảo ảo, hầu như là những cái quán đèn mờ đèn đỏ mà không biết là phía bên trong có những cái gì mà người ta lại thắp đèn mờ. Trên trục đường 70 này là nó nối giữa đường Giải Phóng và đường Trần Phú và Đông. Cái camera trên đầu anh nó có sáng không? Xin chia sẻ với các bạn là nếu mà đi trên đường mà quay phố đèn mờ này là dễ bị ăn đòn lắm. Phải tắt cái màn hình camera đi. Chúng ta bắt đầu chuẩn bị bước chân vào cái khu vực đèn mờ của quận Hà Đông. Đây, một quán Tầm Quất, khu Giang, An Sa, số 2, Cầu Được. Trong đấy rất là nhiều em. Trục đường này có khoảng trên dưới 30 quán của các bạn. Chúng ta đang đi hướng từ phía dưới cầu Tó, chúng ta hướng về đường Trần Phú Hà Đông. Đây, đây cũng một quán nữa. Trong quán rất là nhiều chị em phụ nữ, không biết là ngồi trong có vấn đề gì không nhỉ? Hà Nội bây giờ là khoảng 21 giờ 30. Ở Hà Nội bây giờ là nhiệt độ ngoài trời là khoảng 37-38 độ C. Nhưng mà chúng ta đi đường mùa hè này rất là mát, và mát cả mắt nữa. Tuyến đường 70 này là một trong những tuyến đường bụi nhất nhỉ Hà Đông luôn. Đây các bạn, Tầm Quất, Sắc Hơi thì mặc áo đỏ đỏ. Đường 70 này là nối dài của cái đường 70 là sự nối dài của đường của đường Phùng Hưng quý vị bạn. Và trước mặt quý vị bạn là cái bệnh viện ca mới về mở ở đây. Cơ sở Tân Triều.
ở đường đầy mưa này thì các bạn cũng có thể thấy những cái quán massage như thế này. Đây là cái quán massage. Massage này là không biết massage có lành mạnh hay không. Hà Nội thì các cái xe buýt được gọi là các hung thần của đường phố ấy quý vị các bạn. Nên mà khi mà thấy những con xe buýt màu vàng vàng như thế này là tốt nhất là chúng ta hãy nên tránh xa. Các bác tải đánh vòng ác quá. Đường 70 này là được mệnh danh là một trong cái con đường gọi là con đường sung sướng của Hà Đông. Và bây giờ thì các cửa hàng phố xá mở ra ở đường 70 này rất là nhiều khu vực. Trên đường 70 này cũng là cái đường mà chúng ta đang đi qua trước cửa của bệnh viện 193, bỏng 193 và học viện quân y. Trước trước chúng ta, những người chúng ta sẽ đi qua bệnh viện bỏng 193 và học viện quân y. Nên chính vì thế mà ở đoạn đường này các bạn thấy rất là nhiều quán hiệu thuốc mọc ra rất là nhiều. Quá cái việc bạn lúc này mình toàn quên mất không mang kính được, nhưng mà chắc là không mang kính để mình gọi quên mang kính nào thì bố này phải như thế mình bỏ mình gọi nó.
Đây là chỗ mà chúng ta lập ngã tư, mà chúng ta rẽ trái là đi đến cầu đen. Mà chúng ta đi thẳng là đi đến đầu cầu trắng. Và xin mời quý vị bạn chúng ta hãy đi thẳng nhé, thẳng ra cái đường Trần Phú của Hà Đông. Trước mặt như quan là cái khu của Sở Tư pháp Hà Nội. Đây là chúng ta đang đi phía bên ngoài đường trong là Sở Tư pháp Hà Nội. Ở bên tay trái của chúng ta là vườn hoa Hà Đông. Vườn hoa Hà Đông này buổi tối thì rất là nhiều người ra đây uống nước, giống như là một những nơi như hồ Văn Quán, nhưng hồ Văn Quán này đông hơn. Ta đang đi đến đây là đầu cầu trắng rồi, chúng ta rẽ phải, chúng ta đi ra đường Trần Phú. Rẽ phải đây là chúng ta đi theo hướng là từ hướng Hà Tây đi ra đường ra ngã tư Sở các bạn. Mình toàn đang đi qua một cái vụ tai nạn ở đây nhưng mà bây giờ cũng chưa giải quyết xong. Đấy là một xe tải, xe ben và một xe con, xe bốn bánh đứng trước người thì em đang còn đứng và canh gọn ở đây cho các bạn. Hà Đông. Em ra Hồ Văn Quán không? Ra Hồ Văn Quán, quán này để. Trục đường Trần Phú Nguyễn Trãi này dọc theo cái hướng chúng ta đang đi, tức là hướng từ đi đến Hà Đông mà hất ra ngã tư Sở rất là nhiều trường đại học. Những việc bạn đã biết là ở bên phía tay trái của chúng ta, đây chúng mặt các bạn là cái vị trí đường thông. Và rất là nhiều trường đại học thì các bạn khoảng trên chục trường đại học trên trục đường này. Và đây là học viện của cán bộ quản lý xây dựng. Tiếp theo là đây là học đại học xây dựng.
khi mà chúng ta đi hết đại học xây dựng thì chúng ta sẽ đi đến là học viện an ninh nhân dân. Đây là trước xanh đỏ, đây là trước cổng học viện an ninh nhân dân luôn, nhưng mà chúng ta không đi vào học viện an ninh nhân dân làm gì cả. Hay đi.